Quý vị và các bạn, chiều nay tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tỉnh. dự. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm năm tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 trong đó nổi bật là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch 37 về phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 10 tháng 5 đã tiếp nhận trên 20 tỷ đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng, tiếp nhận trên 300 tấn gạo và 800 triệu đồng hỗ trợ gạo cho hộ nghèo của tỉnh. Hội nông dân tỉnh giải ngân 3 dự án nguồn vốn trung ương với số tiền 1,5 tỷ đồng cho 30 hội viên vay. Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động hội. Tính đến nay, đoàn viên thanh niên có 700 ý tưởng sáng kiến được cập nhật vào ngân hàng ý tưởng sáng kiến của Trung ương đoàn. Hội Cựu chiến binh gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội và nhấn mạnh mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội mạnh thì hệ thống chính quyền mạnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức làm việc, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Mỗi cán bộ hội viên, đoàn viên phải sâu sát cơ sở, nắm được tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, làm cầu nối giữa nhân dân và chính quyền mọi việc gắn liền với nhiệm vụ tại mỗi thời điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành gắn với nhiệm vụ của tỉnh triển khai xây dựng duy trì các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hiệu quả thiết thực, tiếp tục tuyên truyền vận động phòng chống dịch Covid-19 song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực vào cuộc hơn nữa để những huyện còn lại sớm về đích huyện nông thôn mới.